cứ thế thoăn thoắt không cần nhìn xuống thớt, vừa không sợ đứt tay mà cả rổ cả tím, bí ngòi, cà chua cứ thế tròn đều được cắt ra, dàn lên khay còn rực rỡ hơn cả tiền đồ của tôi đấy. Đến đây nhẹ nhàng múc phần sốt ra khay, rồi dùng sảnh kim loại dàn phẳng đến mức thầy Lộc Phu Ho cũng phải khóc thét, dàn càng đều thì video càng dễ lên xu hướng. Sau đấy xếp chồng lần lượt từng loại rau củ, đan xen các màu rồi xếp theo đường xoắn ốc đến khi kín khay. Đây chính là chìa khóa để nâng tầm giác Tatouille, từ món rau củ hầm đồng quê trở thành niềm tự hào nước Pháp, nơi có quy chuẩn ẩm thực được đánh giá là khắt khe hàng đầu thế giới. Cuối cùng là dưới một lớp dầu ô liu mỏng, rắc thêm muối và lá cỏ xạ hương tươi, đậy bằng giấy nến và nướng 160 độ trong 60 phút. Tới khi rau củ chín mềm thì bỏ giấy nướng thêm 10 phút cho xém mặt là có thể dọn lên đĩa để thưởng thức. Từ nguyên liệu bình dị cho tới nhà hàng cao cấp được người sành ăn săn đón, rác Tatouille đã chạm tới ký ức ấu thơ bên mẹ, khiến quý ngài Eagle trong phim rơi lệ ngay khi nếm thử miếng đầu tiên, và sau đấy còn đầu tư hẳn nhà hàng giúp Gia Minh chinh phục giấc mơ trở thành đầu bếp. Thế là hết tập hôm nay, thả tim cho mình nhé.